Sau nhiều năm bôn ba, Ngô Viết Phú giờ đang phục vụ cho đội bóng quê hương là Bà Rịa Vũng Tàu. Anh không những là mẫu trung vệ chắc chắn, mà thậm chí người đội trưởng này còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Áo Biển. Sau khi vô địch hạng nhì cùng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2012, Ngô Viết Phú đã đến đầu quân cho Bình Phước. 6 năm sau, anh lần đầu góp mặt tại sân chơi V-League trong màu áo của SHB Đà Nẵng và sau đó đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020. Trong gần 10 năm thi đấu xa nhà, Ngô Viết Phú luôn có một niềm đau đáu là sẽ cống hiến phần còn lại của sự nghiệp cho Bà Rịa Vũng Tàu. Em mong muốn lâu rồi, đó là điều em mong muốn chờ về cái mùa bóng 2022 này, em đã chờ rất lâu rồi, nên em khi mà được anh Nguyễn Minh Phương gọi điện về là đó là điều em mừng vui lắm, mừng vui khi được anh Phương gọi về, nên em đã nói với gia đình là em sẽ phải về Bà Rịa Vũng Tàu để chơi, để cống hiến cho thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Thi đấu tại V-League chính là quãng thời gian quý báu để Ngô Viết Phú tích lũy kinh nghiệm, chui rèn bản lĩnh trước khi quay trở lại và khoác lên mình màu áo đội bóng quê hương. Tại đây, cầu thủ 30 tuổi được ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng, giao trọng trách đeo băng đội trưởng. Ngô Viết Phú đã đủ 13 trận, không những vậy, với 3 bàn thắng, anh còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ. Phải nói thì từ đầu giải đến giờ thì Phú thi đấu phải nói là không nghỉ một phút nào, với tinh thần nhiệt huyết rất là cao. Phải nói có thể những lúc Phú cảm thấy đau hay là mệt mỏi, nhưng mà bằng một ý chí, một tinh thần không chỉ và trong trận đấu, trong những lúc tập luyện cũng vậy, lúc nào cũng nhiệt huyết, nói là làm cho anh luyện cảm thấy rất là an tâm ở vị trí của Phú. Anh Phương lúc nào nhắc tôi là phải tập trung và luôn luôn tập trung và cố gắng, không được lơ là trên sân. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhắc nhở và cùng đồng đội cùng chiến đấu trong 90 phút trên sân. Và từ trong sinh hoạt tới trong sân là luôn luôn phải tập trung và không được lơ là mọi thứ. Anh Phú là một người thi đấu có nhiều năm kinh nghiệm và anh luôn thi đấu nhiệt huyết, máu lửa, và trên sân thì lúc nào anh Phú cũng chơi hết mình. Và em khi mà thi đấu kế bên anh Phú thì cảm thấy rất là tự tin, và những cái lời khuyên của anh Phú làm cho mình cảm thấy những tình huống mình xử lý nó cũng dễ dàng hơn. Và anh Phú là một người thi đấu có trách nhiệm với anh em và luôn chiến đấu hết mình. Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Viết Phú chọn Bà Rịa Vũng Tàu là nơi kết thúc sự nghiệp. Gia xứ mưu sinh, nhưng khách quan mà nói, anh không có được thành công như kỳ vọng. Tái hợp với đội bóng Áo Biển chính là bước ngoặt để trung vệ này thực hiện những mong muốn của bản thân trong chương cuối của sự nghiệp. Tiêu của em là 2022 này thì sẽ đội bóng sẽ được vào top, đó là top 3 hoặc là lên top 2 cũng được, hay là top cao nhất cũng được. Thì tụi em là mong muốn là lúc nào trong top được như thế, được càng vị trí càng cao càng tốt. Đó là một bóng tụi em được đề ra là tụi em phải làm, là chắc chắn sẽ phải làm được cho người hâm mộ thành phố Bà Rịa, đó là trong top càng cao càng tốt. Điều em muốn là đó là được tạo điều kiện được đi học và được làm huấn luyện viên ở thành phố Bà Rịa, làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ cũng là mong muốn của em, điều mong muốn em nhiều nhất đó. Được làm ở đây và được chơi và cống hiến cho tỉnh nhà. Ngô Viết Phú đang nỗ lực để cùng với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu giành kết quả cao nhất ở mùa giải năm nay. Sự nghiệp của anh sẽ có cái kết đẹp nếu như với nỗ lực của tập thể, của chính thủ quân này, Áo Biển lần đầu chinh phục giải vô địch quốc gia vào năm sau.